Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ tư ngày 20 tháng 12 năm 2023. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, chốt phiên giao dịch hôm nay thứ tư ngày 20 tháng 12, giá vàng trong nước điều chỉnh tăng rất mạnh, đồng nhất ở các thương hiệu. Theo đó, chốt phiên hôm nay, giá vàng được các cửa hàng kinh doanh điều chỉnh mức giá từ 100 cho đến 700 nghìn đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Trong khi đó, giá vàng thế giới có tín hiệu suy yếu, lùi về sát ngưỡng 2030 đô la Mỹ một ounce. Cụ thể, với mức điều chỉnh này, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng ở chiều mua hiện đang có mức giá 74 triệu 600 nghìn đồng một lượng, chiều bán 75 triệu 620 nghìn đồng một lượng, tăng 700 nghìn đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC cũng đang mua vào với mức tương tự tại khu vực Hà Nội và Đà Nẵng, nhưng bán ra thấp hơn 20 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC 1 triệu đồng một lượng. Vàng SJC tại Doji ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang có mức giá như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá chiều mua 74 triệu 500 nghìn đồng một lượng, chiều bán 75 triệu 500 nghìn đồng một lượng, tăng 650 nghìn đồng một lượng chiều mua và 600 nghìn đồng một lượng chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 74 triệu 500 nghìn đồng một lượng, còn là chiều bán 75 triệu 500 nghìn đồng một lượng, tăng 600 nghìn đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji 1 triệu đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong phiên ngày hôm nay đều có mức điều chỉnh tăng rất mạnh ở cả hai chiều. Tại Hà Nội đang có mức giá chiều mua 74 triệu 600 nghìn đồng một lượng, chiều bán 75 triệu 500 nghìn đồng một lượng, tăng 600 nghìn đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 74 triệu 600 nghìn đồng một lượng, còn là chiều bán 75 triệu 500 nghìn đồng một lượng, tăng 600 nghìn đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại P&G 900 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC tăng 650 nghìn đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 74 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Chiều bán 75 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu tăng 500 nghìn đồng một lượng chiều mua và 580 nghìn đồng một lượng chiều bán. Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 74 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Chiều bán 75 triệu 480 nghìn đồng một lượng. Tại My Hồng SJC tăng 600 nghìn đồng một lượng chiều mua, chiều bán điều chỉnh tăng 400 nghìn đồng một lượng. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 74 triệu 600 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 75 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank tăng 300 nghìn đồng một lượng cả chiều mua về chiều bán. Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 74 triệu 400 nghìn đồng một lượng, chiều bán 75 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn vô số 9 vàng nữ trang trong phiên ngày hôm nay đều có mức điều chỉnh tăng rất mạnh cả chiều mua và chiều bán, từ 188.000 đồng một lượng đến 500.000 đồng một lượng. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 24.090.000 đồng một lượng đến 61.500.000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 26.090.000 đồng một lượng đến 62.500.000 đồng một lượng. Thưa các bạn, ngay tại thời điểm cuối ngày hôm nay, giá vàng thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 2.033,1 đô la Mỹ một ounce. Trong phiên, vàng thế giới đã giảm 7 đô la với tỷ lệ 0,35%. Mức giao dịch thấp nhất trong phiên 2.031 đô la Mỹ và cao nhất 2.043 đô la Mỹ một ounce. Vàng thế giới hiện nay quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng hiện đang có mức 59 triệu 900 nghìn đồng một lượng. Như vậy, vàng thế giới hiện đang thấp hơn vàng miếng trong nước 15 triệu 700 nghìn đồng một lượng.
và thấp hơn vàng nhẫn mẫu số 9, 2 triệu 600.000 đồng một lượng. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 42.854 đô la Mỹ một đồng, trong phiên đã tăng 1,39%. Chỉ số đồng đô la Mỹ thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác hiện đang đứng tại mức 102,37 điểm, trong phiên đã tăng 0,2%. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ lùi về mức 3,887% một năm, giảm 1,81% trong phiên. Giá dầu thô thế giới bật tăng lên mức 74,69 đô la Mỹ một thùng, trong phiên đã tăng 0,91%. Thưa các bạn, sự suy yếu của đồng đô la và lãi suất trái phiếu kho bạc giảm đã thúc đẩy vàng tăng trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ dao động gần mức thấp nhất kể từ tháng 7, đã làm tăng sức hấp dẫn của vàng trong khi các nhà đầu tư đang chờ đợi một loạt dữ liệu kinh tế của Mỹ công bố trong tuần này để có thêm manh mối rõ ràng hơn về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Ông Pat Mihalik, chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại TD Securities cho biết các nhà đầu tư đang mua vàng vì thị trường đang lạc quan khi đặt cược Fed sẽ cắt giảm lãi suất trước khi đạt được mục tiêu đưa lạm phát về mức 2%. Tuần trước, Chủ tịch Fed ông Powell cho biết việc cắt giảm lãi suất đang được xem xét. Tuy nhiên, một số quan chức của Fed sau đó đã bác bỏ kỳ vọng ngày càng tăng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất. Điều này đã ít nhiều làm thay đổi tâm lý trên thị trường. Theo công cụ FedWatch của sàn giao dịch CME, các thị trường đang định giá khoảng 75% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3, giảm nhẹ so với trước đó. Các nhà giao dịch hiện đang chờ đợi một loạt các dữ liệu của Mỹ được công bố trong tuần này, bao gồm báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi tháng 11 sẽ được công bố trong phiên ngày hôm thứ Sáu. Đây được xem là thước đo lạm phát ưa thích của Fed. Ngân hàng Commerzbank của Đức mới đây cho rằng vấn đề là khi nào Fed sẽ hạ lãi suất và nhấn mạnh không có lý do gì giá vàng sẽ điều chỉnh giảm đáng kể trong tương lai gần. Giá vàng thế giới vẫn được dự báo trong xu hướng tăng trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed và nhiều ngân hàng trung ương các nước trên thế giới có thể sớm đảo chiều chính sách tiền tệ, hạ lãi suất trong năm 2024. Trong phiên họp gần nhất, Fed phát đi tín hiệu có 3 đợt giảm lãi suất trong năm 2024. Với một chu kỳ mới, đồng đô la Mỹ có thể suy yếu, qua đó đẩy giá vàng thế giới đi lên. Ở tại thị trường trong nước, có thể thấy giá vàng trong nước tăng nhanh hơn so với tốc độ tăng của giá vàng thế giới. Sức cầu đối với vàng có xu hướng tiếp tục tăng khi mà nhiều kênh đầu tư khác kém hấp dẫn như gửi tiết kiệm, bất động sản, chứng khoán, v.v. Lãi suất thấp và sự trầm lắng trên nhiều thị trường cùng với dịp lễ Tết đang đến gần. Sự giới hạn nguồn cung vàng miếng thương hiệu quốc gia SJC khiến cho sức cầu đối với mặt hàng này gia tăng cao. Với những diễn biến tích cực của giá vàng thế giới hiện nay, nhiều khả năng giá vàng miếng SJC trong nước có thể sẽ tiếp tục lập kỷ lục cao mới. Rồi, bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ Tư, ngày 20 tháng 12 năm 2023 trên kênh của Minh Phát đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn cùng gia đình buổi tối thật nhiều sức khỏe và tràn ngập niềm vui. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.